Ten Hag từ chức rời khỏi MU. Garnacho gây bão mạng vì thích bài viết chỉ trích Ten Hag. Erling Haaland có phải là vấn đề của Manchester City? Ten Hag từ chức rời khỏi MU. Erik Ten Hag xông ra khỏi buổi họp báo của Manchester United khi ông phớt lờ câu hỏi của phóng viên về kịch bản ác mộng của Quỷ Đỏ. Đêm qua và rạng sáng nay 14 tháng 4, Manchester United đã bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân khách ở vòng 33 Premier League. Kết quả này khiến đoàn quân của Erik Ten Hag gần như không còn hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới. Huấn luyện viên của Manchester United Erik Ten Hag đã rời khỏi cuộc họp báo sau khi ông bị chỉ ra rằng Quỷ Đỏ có thể lập kỷ lục không mong muốn ở Premier League của mùa này. Erik Ten Hag từ chối bình luận về khả năng Manchester United có thể có kết quả tệ nhất từ trước đến nay trong kỷ nguyên Premier League trước khi bước ra khỏi cuộc họp báo sau trận đấu. MU hiện đã tụt xuống vị trí thứ 7 Premier League với 50 điểm sau khi không thể đánh bại Bournemouth. Trận hòa 2-2 đồng nghĩa với việc MU hiện kém Aston Villa 10 điểm, đội hiện đang xếp thứ 4, vị trí cuối cùng giành suất dự Champions League, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Hiện chưa rõ liệu Ten Hag, người đã chịu áp lực ở nhiều thời điểm khác nhau của mùa giải, có tương lai lâu dài ở Old Trafford hay không. Đồng chủ sở hữu mới của MU, Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineos của ông đang phụ trách các hoạt động thể thao tại Quỷ Đỏ. Họ đang có những thay đổi mạnh mẽ trong dàn lãnh đạo MU, và vị trí huấn luyện viên trưởng của Ten Hag lúc này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Và trong khi Ten Hag vẫn giữ được bình tĩnh trong những tháng gần đây, ông đã thẳng thắn trả lời một phóng viên chỉ ra rằng MU có thể ghi thành tích thấp nhất trong lịch sử Premier League. Tôi không cần phải bình luận vì bây giờ nó không còn liên quan nữa, Ten Hag gắt gỏng nói trước khi ông đứng dậy rời đi. Ten Hag đã cố gắng ổn định con tàu trong những tháng gần đây sau khi chứng kiến khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất của MU trong nhiều thập kỷ. MU vẫn còn cơ hội giành được một danh hiệu ở mùa này sau khi giành được suất vào bán kết FA Cup gặp Coventry City trên sân Wembley. Nhưng một chuỗi kết quả tồi tệ Premier League với 4 trận liên tiếp không thắng gần đây có nghĩa là MU có thể sẽ không thi đấu ở Cúp châu Âu vào mùa tới. Cũng như viễn cảnh lần đầu tiên xếp dưới vị trí thứ 7 trong kỷ nguyên Premier League, Ten Hag dường như thừa nhận rằng hy vọng lọt vào top 4 Premier League trong những tuần cuối cùng của mùa giải của Manchester United đã tắt sau trận hòa Bournemouth, mặc dù ông từ chối chính thức từ bỏ. Huấn luyện viên Erik Ten Hag của MU nói: "Không, không, không. Tôi không nói là mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, nhưng tôi cũng thực tế. Tôi tin rằng khi có đầy đủ đội hình, nhóm cầu thủ này có sẵn, chúng tôi sẽ khác. Bạn thấy bốn hậu vệ của chúng tôi ngày hôm nay và đó là một câu chuyện. Chúng tôi biết các yêu cầu và mục tiêu. Harry Maguire đã gặp khó khăn trong hiệp 1, nhưng tôi không thể thay thế cậu ấy vì chúng tôi đã hết trung vệ. Trong hiệp 1, đúng là Bournemouth chơi tốt hơn, nhưng điều đáng mừng là khi chúng tôi bị dẫn trước 2 lần, chúng tôi đã thể hiện tinh thần tốt. Tôi rất đam mê bóng đá. Chúng tôi có động lực là chỉ chưa tổ chức đủ." Garnacho gây bão mạng vì thích bài viết chỉ trích Ten Hag. Alexandro Garnacho gây bão mạng vì thích hai bài viết chỉ trích huấn luyện viên Erik Ten Hag sau trận MU hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 33 ngoại hạng Anh. Alexandro Garnacho đã có màn trình diễn thất vọng bên cánh phải và bị thay ra sau giờ nghỉ trận MU hòa Bournemouth 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag cho biết mình phải thay Alexandro Garnacho khi điểm yếu của MU liên tục bị Bournemouth khai thác. "Tôi nghĩ mình cần phải thực hiện điều chỉnh bên cánh phải. Chúng tôi chơi không tốt và để lộ liễu nhiều khoảng trống. Garnacho đã không tập luyện đầy đủ trong tuần qua. Cậu ấy mới trở lại tập luyện vài ngày trước. MU cần một cầu thủ dự bị với nguồn năng lượng tốt hơn để gia cố đội hình", huấn luyện viên Erik Ten Hag cho hay. Sau đó, Alexandro Garnacho đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi bấm tích hai bài đăng có nội dung chỉ trích huấn luyện viên Erik Ten Hag từ Mark Goldbride, một người nổi tiếng trong cộng đồng fan MU. "Garnacho là một trong những cầu thủ xuất sắc của MU mùa này. Dù hiệp một tồi tệ, nhưng việc rút Garnacho sau giờ nghỉ và xem cậu ấy là vấn đề thì rất nực cười. Nhiều người thi đấu tệ hơn nhiều tuần này qua tuần khác mà vẫn đứng trên sân", Mark Goldbride viết. Bài đăng kế tiếp có nội dung: "Ten Hag đã đổ lỗi cho Garnacho một cách tinh vi trong cuộc họp báo sau trận. Thật không hay khi đổ lỗi cho cầu thủ 19 tuổi và thường xuyên tỏa sáng từ đầu mùa. Nhưng một lần nữa, Ten Hag tỏ ra sợ làm phiền lòng những người có thu nhập cao hơn." Alexandro Garnacho đã bỏ thích hai bài viết trên sau khi bị người hâm mộ phát hiện. Trên trang Instagram cá nhân, Alexandro Garnacho cũng đăng ảnh với tâm trạng chán nản lên story kèm biểu tượng cảm xúc thể hiện sự bất ngờ. Phản ứng trên mạng xã hội của Alexandro Garnacho đã gây bão và tạo ra làn sóng giận dữ từ người hâm mộ MU. Sự việc này cũng gợi lại những mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Erik Ten Hag với Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho trong quá khứ. Erling Haaland có phải là vấn đề của Manchester City? Khi mà mùa giải gần đi về cuối là thời điểm cực kỳ quan trọng để quyết định cho những mục tiêu lớn của mùa giải.
thì có vẻ như tiền đạo chủ lực của Manchester City là Erling Haaland lại thi đấu ngày càng thiếu hiệu quả. Vậy việc Erling Haaland vẫn liên tục được đá chính có phải là vấn đề của câu lạc bộ này hay không? So với phong độ hủy diệt 36 bàn thắng, 8 kiến tạo ở mùa giải trước, thì ở mùa giải này, tiền đạo chủ lực của Manchester City là Erling Haaland lại có phong độ kém hơn khá nhiều khi chỉ mới có 19 bàn thắng, 5 kiến tạo sau 32 vòng đấu. Dù đây vẫn là số bàn thắng giúp cầu thủ này đứng đầu bảng vua phá lưới cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng không khó để thấy, kể từ khi trở lại sau chấn thương bàn chân phải nghỉ gần 3 tháng, thì có vẻ như phong độ của Haaland đã đi xuống thấy rõ. Cụ thể là kể từ khi quay lại sau chấn thương, Erling Haaland có 5 bàn thắng trong 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh và chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Champions League trước một Copenhagen được đánh giá là thấp hơn khá nhiều. Có thể thấy số bàn thắng mà Erling Haaland đóng góp cho nửa xanh thành Manchester là ít so với tầm quan trọng của một tiền đạo chủ lực, cũng như những mục tiêu lớn mà câu lạc bộ này nhắm tới là Ngoại hạng Anh và Champions League, thậm chí là quá ít so với những gì mà cầu thủ này đã làm được ở mùa giải trước. Việc Erling Haaland giảm sút trong khả năng ghi bàn đã khiến cho những người hâm mộ nửa xanh thành Manchester cảm thấy lo ngại khi đây đã là giai đoạn cực kỳ quan trọng quyết định thành bại của cả mùa giải. Những bàn thắng của một tiền đạo chủ lực sẽ là nguồn động lực cực kỳ lớn giúp Manchester City vượt lên trong cuộc đua tam mã tới ngôi vô địch tại Ngoại hạng Anh, hoặc để vượt qua được nhà vua Champions League Real Madrid tại tứ kết Champions League mùa giải này. Việc Erling Haaland liên tục vô duyên hoặc bất lực trong những trận cần quan trọng trước Arsenal, Liverpool hay Real Madrid không khỏi khiến người ta đặt câu hỏi khi Pep Guardiola vẫn sử dụng tiền đạo người Na Uy này, chứ không cất trên băng ghế dự bị. Nhưng chúng ta nên nhớ, Pep Guardiola vẫn chính là Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới hiện tại. Trong từ điển của vị huấn luyện viên này, không có nể nang hay bảo thủ cố chấp, mà mỗi một vị trí ra sân trong đội hình chính đều có ý nghĩa của nó. Các cầu thủ ra sân đều phải tuyệt đối chấp hành yêu cầu của Pep Guardiola và ngược lại. Pep Guardiola sẽ đưa ra những phương án, những sơ đồ chiến thuật tốt nhất với những gì mà ông có trong tay. Như Pep Guardiola từng phát biểu sau trận đấu, Erling Haaland ở trên sân sẽ có những nhiệm vụ khác nhau và ghi bàn chỉ là một trong số đó mà thôi. Nếu những ai đã quen cách dùng người của Pep Guardiola thì sẽ thấy đây là điều bình thường khi những cầu thủ dưới tay của vị huấn luyện viên này đều rất đa năng, có thể đảm nhận nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong từng trận đấu cụ thể. Do đó, việc Pep Guardiola vẫn sử dụng Erling Haaland dù phong độ ghi bàn của cầu thủ này không cao là có nguyên nhân của nó. Không khó để thấy, khi phong độ ghi bàn của Erling Haaland đi xuống, thì Manchester City đã có Phil Foden nổi lên gánh vác trọng trách này với 14 bàn thắng cho tới thời điểm hiện tại. Ngoài những Rodri, Julian Alvarez, Bernardo Silva vẫn đều đặn có bàn thắng giúp Manchester City không bị rơi lại ở bất cứ mục tiêu lớn của mùa giải nào. Và lúc này, sự xuất hiện của Erling Haaland lại như là một phương án mở ra những không gian cần thiết cho những cầu thủ tấn công khác gánh vác trách nhiệm dứt điểm. Với thể hình cao lớn, khả năng không chiến và tranh chấp đều tốt, không có bất cứ đội bóng nào dám để Erling Haaland hoạt động tự do trong vòng cấm mà luôn phải cắt cử một vài cá nhân thương trực theo kèm cầu thủ này. Khi đó, nhiệm vụ của Erling Haaland sẽ là chạy hút người mở ra khe hở nơi hàng phòng ngự, làm tường cho tuyến sau băng lên, hoặc có thể đơn giản chỉ là dùng ưu thế thể hình để cầu thủ phòng ngự đối phương để tạo không gian cho cầu thủ tấn công khác dứt điểm. Và sự có mặt của Erling Haaland là thực sự đã mở ra một cơ hội cho Phil Foden thỏa sáng rực rỡ trong thời gian gần đây. Nhìn Erling Haaland lúc này, người ta không khỏi nhớ tới Olivier Giroud, một tiền đạo mục tiêu không thể thiếu của đội tuyển Pháp, với nhiệm vụ thường xuyên không phải là ghi bàn mà là tạo cơ hội cho những cầu thủ tấn công khác ghi bàn. Mà tiêu biểu nhất là tại World Cup 2018, đội tuyển Pháp lên ngôi vô địch với tiền đạo Olivier Giroud không có bất cứ cú sút nào trúng mục tiêu, nhưng lại luôn có mặt trong đội hình chính, làm nền cho những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann tỏa sáng. Do đó, có thể thấy đây không phải là một mùa giải mà Erling Haaland thi đấu tốt nhất, nhưng chỉ cần cầu thủ này vẫn thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Pep Guardiola giao, thì dù không ghi bàn nhiều như mùa giải trước, việc Erling Haaland luôn được có mặt trong đội hình chính của Manchester City vẫn là điều có thể hiểu được.